Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 85, luyện tập, trang 70. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Tính. Ở bài tập 1 là 4 phép tính cộng. Cộng các số có 3 chữ số với số có 3 chữ số, với số có 2 chữ số và cộng số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Ở bài tập 1 này, chúng mình sẽ làm vào vở ô ly các con nhé. Đầu tiên, cô giáo có phép cộng 209 cộng 376. Ở đây, bài tập đã đặt phép tính sẵn, chúng ta chỉ việc thực hiện cộng từ phải sang trái. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 0 cộng 7 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. 209 cộng 376 bằng 585. 597 cộng 122. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 9 cộng 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 597 cộng 122 bằng 719. 143 cộng 48. 3 cộng 8 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 1 hạ 1. 143 cộng 48 bằng 191. 625 cộng 7. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 6 hạ 6. 625 cộng 7 bằng 632. Bài tập 1 vừa rồi chúng mình vừa thực hiện bài 2 đặt tính rồi tính. Như vậy ở bài tập 2 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta sẽ làm bài tập 2 vào vở ô ly. Trước tiên cô giáo có phép cộng 285 cộng 507. Cô giáo đặt tính, cô giáo phép viết số hạng thứ nhất 285. Viết dấu cộng bên trái giữa hai số hạng, viết số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất 507. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta thực hiện cộng từ phải sang trái. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 285 cộng 507 bằng 792. 164 cộng 53. Cô giáo đã tính 164 cộng 53. Số hạng thứ hai có 3 chữ số, chúng ta lưu ý viết làm sao các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Cô giáo cộng từ phải sang trái. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 164 cộng 53 bằng 217. 216 cộng 8. Cô giáo đã tính 216 cộng 8. Số hạng thứ hai có 1 chữ số, tức là có 1 chữ số ở hàng đơn vị. Viết số 8 dưới chữ 6, viết hàng đơn vị dưới hàng đơn vị. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 2 hạ 2. 216 cộng 8 bằng 224.
Tiếp theo, 318 cộng 142. Đặt tính 318 cộng 142. Tám cộng hai bằng 10, viết không nhớ một. Một cộng bốn bằng 5, thêm một bằng 6, viết 6. Ba cộng một bằng 4, viết 4. 318 cộng 142 bằng 460. 248 cộng 25. Cô giáo viết số hạng thứ nhất. 248 cộng 25 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2, hạ 2. 248 cộng 25 bằng 273. 159 cộng 6 9 cộng 6 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, viết 6, 1, hạ 1. 159 cộng 6 bằng 165. Bài 3, chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Quan sát bài tập, chúng ta thấy ở đây có 4 con ong. Mỗi con ong mang một tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ là một phép tính cộng. Và 4 bông hoa. Trên mỗi bông hoa có một số, có 3 chữ số. Bây giờ chúng mình chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Tức là chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng, các phép tính cộng ở mỗi tấm thẻ. Sau đó chúng ta chọn kết quả nối với từng bông hoa. Trước tiên, cô giáo có phép tính cộng 485 cộng 243. 485 cộng 243. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 485 cộng 243 bằng 728. 728 là bông hoa số 2. Như vậy, ta nối phép tính của chú ong thứ nhất với bông hoa thứ hai. Tiếp tục, phép tính thứ hai của của tấm thẻ thứ hai. 248 cộng 13. 8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6, 2, hạ 2. 248 cộng 13 bằng 261. 261 là kết quả của bông hoa thứ 3. Như vậy, chúng ta nối tấm thẻ của chú ong thứ 2 với bông hoa thứ 3. Tấm thẻ của chú ong thứ 3, 880 cộng 20. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. 880 cộng 20 bằng 900. 900 là kết quả của bông hoa thứ 4. Như vậy ta nối tấm thẻ của chú ong thứ 3 với bông hoa thứ 4. Và tấm thẻ của chú ong thứ tư là phép tính cộng 562 cộng 9. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, viết 7, 5, hạ 5. 562 cộng 9 bằng 571. 571 là
kết quả của bông hoa thứ nhất. Như vậy chúng ta nối tấm thẻ của chú ong thứ tư với bông hoa thứ nhất. Như vậy chúng mình đã chọn được kết quả đúng với mỗi phép tính. Các con thân mến, bài 4. Một cửa hàng bán đồ thể thao đã nhập về 185 quả bóng đá. Số bóng rổ cửa hàng nhập về nhiều hơn số bóng đá 72 quả. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về bao nhiêu quả bóng rổ? Quan sát bài tập chúng ta thấy đây là cửa hàng bán đồ thể thao. Cửa hàng đã nhập về 185 quả bóng đá và số bóng rổ cửa hàng nhập về nhiều hơn số bóng đá là 72 quả. Bây giờ bài yêu cầu chúng ta tính số quả bóng rổ mà cửa hàng đã nhập về. Vì số bóng rổ cửa hàng nhập về nhiều hơn số bóng đá là 72 quả. Bây giờ chúng ta sẽ làm tính cộng để tìm ra số quả bóng rổ. Ta lấy số quả bóng đá là 185 cộng với số nhiều hơn tức là 72. 185 cộng 72 bằng 257 quả. Chúng ta trình bày bài toán và vở ô ly như sau. Cửa hàng đó đã nhập về số quả bóng rổ là 185 cộng 72 bằng 257 quả. Đáp số 257 quả bóng rổ. Như vậy vừa rồi chúng mình đã thực hiện làm các bài tập về liên quan đến phép cộng có nhớ trong phạm vi 1.000 giờ học.